cảm thấy những cái con bò mình nuôi con nào nó cũng rất là dạng các bạn. Theo cái dạng nó và mấy cái dạng nó lại rất là dễ dàng. Đối với những cái con bò này mình thường thường nó từ hồi còn rất là nhỏ nha các bạn, từ khi nó còn mới đi ra mình đã thường nó bò rất là dạng. Bạn xem cái con nhím này các bạn, đối với những cái con nhím này rất là dạng này, nếu như mình mua về mình nuôi thì trong vòng chỉ có vài ngày thì nó dạng liền nha các bạn. Còn đối với những cái con bò mà nhắt thì cái thời gian mà khi người ta mua vừa nuôi thì con bò đấy thường nó rất là lâu, bò mình dạng lắm các bạn ơi. Đối với một con bò mới sinh ra như con thì không phải con nào nó cũng dạng nha các bạn. Nếu mà từng được một con nghé dạng thì từ khi nó mới đi ra mình cờ trên miệng nó như các bạn đang hướng tay mình, sau khi mà nó hướng tay mình quen xong mình rờ tới cái đầu nó, sau khi đã rờ tới cái đầu nó được rồi mình lại rờ tới cái cô nó. Khi rờ tới cái cô nó được rồi mình tiếp tục rờ tới phía sau. Khi mà rờ tới phía sau của con bò nó không có cho mình rờ được nha các bạn, mình phải tập lần. Nếu như mình rờ tới chỗ cái dái của con bò được thì con bò ấy nó hoàn toàn là biết đâu là đã dặn mình rồi nha các bạn. Mình tiếp cận mình là con bò nó sẽ dạng. Đối với một con vật mà mình yêu thương nó thì nó cũng sẽ dạng lại đối với mình. Còn nếu như mà mình không rờ nó hay là mình đánh đập nó thì nó không cho mình bắt, sau này mình bắt mình cục dây rất khó nha các bạn. Mình phải thương nó từ nhỏ các bạn ạ. Đối với con bò nó rất thích cho mình rờ vào cái phần dái hoặc cái phần vú của con bò nha các bạn. Nhưng đối với cái con bò mà nó chưa dạng người thì mình không nên rơi vào bộ phận này, nếu không nó sẽ đá trúng đó. Nhưng thông thường thì con bò nó nhát, nó không cho mình rơi vào cái bộ phận dái hoặc vú của con bò như các bạn.
Nếu con bò mà mình hay đánh nó thì nó sẽ nhát, thậm chí nó còn hung hóc lại. Khi mình đưa cái chân lên thì con bò nó giỡn, nó hóc cái chân mình, nó coi mình như là bạn của nó vậy. Nhưng các bạn, dần dần rồi con bò nó sẽ cho mình rờ vào cái bộ phận này nè các bạn. Khi mà rờ vào bộ phận này thì con bò nó hoàn toàn dặn nha các bạn. Đối với con bò nó rất thích cho rờ vào cái bộ phận gáy của con bò hoặc vú của con bò nha các bạn. Mình tập cho con bò nó dặn từ khi nó còn nhỏ. Khi con bò nuôi mà đánh đập nó thì con bò đó nó sẽ nhát nha các bạn. Nếu như dùng dây mà đánh bò thì bò nó sẽ rất là nhát dây. Nên con bò mình phải rờ hay rờ nó cho nó dặn. Nếu như một con bò dặn mà cái dam nó lâu dần nó đứt cái dam hoặc là đứt cái dây mình cột thì con bò dặn nó mình rất là dở bách. Rồi giống con bò nó rất là dạng các bạn. Bò nó rất dạng các bạn.